Nghệ sĩ Thanh Dương, Brad Lươn trong cuộc đời vẫn đẹp sao? Ngoài đời sống giản dị, không thích lên mặt khoe khoang là nghệ sĩ, tổ ấm viên mãn bên cô vợ học trò. Từ khi gặp Luyến, anh thấy trái tim của anh nó thổn thức. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho thế tôi ngày mai. Dù chỉ xuất hiện với một vai rất nhỏ và thoáng qua, nhưng những cảnh quay của nghệ sĩ Thanh Dương trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lại khiến khán giả vô cùng thích thú. Tuy không thuộc tuyến nhân vật xuyên suốt bộ phim, nhưng anh lại được ngóng đợi rất nhiều, nhất là sau khi phân cảnh Luyến được người này đến tận nơi đưa đón được hé lộ. Đây cũng là nhân vật có tính xúc tác, giúp Luyến và Lưu nhận ra tình cảm thực sự của mình. Vốn là một diễn viên hài kỳ cựu, nên không khó để nghệ sĩ Thanh Dương biến hóa nhân vật của mình trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Dương cảm thấy được thăng hoa nhất vẫn là sân khấu, nơi anh đã gắn bó suốt hơn 3 thập kỷ qua. Tự hào vì có bố là đạo diễn Hoàng Thanh Giang, ngày nhỏ thường được theo cha đi xem kịch, Thanh Dương tự nhận máu nghệ thuật đã ngấm vào người từ lúc nào chẳng hay. Anh cũng hãnh diện khoe về truyền thống làm nghề này của gia đình mình, khi đến nay đã có gần 30 người theo nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà khi nói muốn làm diễn viên, Thanh Dương đã được bố hết mình chỉ dạy. Đến nay đã hơn 30 năm gắn bó với nhà hát Tuổi Trẻ, nghệ sĩ Thanh Dương bỏ túi cho mình không ít vai diễn lớn nhỏ. Nhiều vở kịch mang đậm dấu ấn của anh có thể kể đến: Lời Thứ 9, Ai Là Người Phán Xử, Nhà Búp Bê. Gần đây, nam nghệ sĩ cũng mang về cho mình huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần 4 với một vai phản diện. Đây cũng là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, vì trước giờ anh đa phần chỉ diễn hài. Nam nghệ sĩ cho rằng, mình càng dễ gần thì càng được yêu mến, nghề diễn cũng giống như những nghề khác, có gì mà phải lên mặt khoe khoang. Bởi vậy mà Thanh Dương cũng là một trong số ít nghệ sĩ chỉ làm duy nhất một công việc là làm nghệ thuật, không làm thêm nghề tay trái hay kinh doanh. Không chỉ là diễn viên tài năng, nghệ sĩ Thanh Dương cũng từng theo học và đạt giải cấp quốc gia ở bộ môn khiêu vũ. Cũng chính nhờ đó mà anh có cơ hội được gặp và lấy người vợ hiện tại. Thanh Dương dạy nhảy và nên duyên với cô. Nam nghệ sĩ cũng hài hước chia sẻ, hồi trẻ, anh vừa đẹp trai lại là người hiếm hoi biết khiêu vũ chuyên nghiệp nên đào hoa lắm. Nhưng khi yêu và cưới vợ rồi thì lại cực chỉn chu và mẫu mực. Trước khi đi đến hôn nhân, cả hai cũng gặp sự phản đối của nhà gái vì Thanh Dương làm diễn viên, nay đây mai đó. Nhắc đến vợ, nam nghệ sĩ vô cùng tự hào khi cô là người vô cùng khéo léo và hiểu chuyện. Với công việc của chồng, bà xã Thanh Dương lúc đầu cũng có ghen chút chút, sau vì hiểu là vợ nghệ sĩ nên dần thấu cảm hơn. Chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình, nghệ sĩ Thanh Dương cho biết anh là người thích nấu ăn, nấu ngon và luôn thường xuyên vào bếp. Anh cũng là chàng rể được bố mẹ vợ cưng nhất khi biết nấu phở ngon, đúng ý ông bà. Hiện tại, vợ chồng nam nghệ sĩ đã lên chức ông bà nội khi cậu con trai cả sinh năm 1994 vừa lập gia đình. Còn cậu con trai út mới chỉ 15 tuổi nhưng cũng thích nấu ăn giống bố. Nghệ sĩ Thanh Dương ở hiện tại đã có đủ cho mình một hạnh phúc vẹn tròn khi được làm công việc mình yêu thích, có một gia đình ấm êm. Mong rằng trong tương lai sẽ được thấy nghệ sĩ Thanh Dương nhiều hơn trong các bộ phim truyền hình cũng như trên sân khấu kịch, đem đến tiếng cười và niềm vui cho khán giả.